Hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2022, là một ngày cuối năm. Mình cảm thấy mình muốn nhìn nhận lại những sự kiện và những điều mình đã làm, đã sống trong năm vừa qua. Đầu tiên, mình cảm thấy vô cùng tự hào và vô cùng biết ơn khi mình đã có thể dịch hoàn thành bộ sách Đối thoại với Thượng Đế, bộ sách Emmy Cậu bé của các vì sao và cả rất nhiều video của Cryon mà mình đã có thể dịch và đưa tới với mọi người. Đối thoại với Thượng Đế là bộ sách đã thay đổi cả cuộc đời mình, và mình biết chắc rằng nó đã thay đổi được cuộc đời của rất rất nhiều người. Mình biết ơn Nhã Nam rất nhiều. Không biết ai là người đã đọc và mang quyển sách Đối thoại với Thượng Đế về được Việt Nam mình, bởi vì nội dung của quyển sách, nếu như khi mà xuất bản vào năm 1900 bao nhiêu đó lần đầu tiên, thì chắc chắn đã phải rất là khó khăn mới có thể xuất bản được. Vì nội dung quyển sách và tính tâm linh của nó, tính cải cách cách mạng của nó đã trải qua rất là nhiều sự kiểm duyệt, đến nỗi mà bản xuất bản nó đã phải thay đổi rất nhiều ngôn ngữ, không còn gần gũi, nhưng mà đã có thể mang được quyển sách tới với Việt Nam. Mình nhớ cái lần khi đó, khi mà mình mới trở về từ làng Mai, và khi mà một người vừa thoát ra khỏi trầm cảm á, thì cái nấc tiếp theo mà họ quay ngược trở lên cái nấc thang đó là nấc cảm thấy mất phương hướng. Mình thực sự đã cảm thấy vô cùng, không biết là bây giờ sau khi mà đã thoát khỏi cái sự rằng không muốn sống nữa, thì mình lại loay hoay tìm hiểu coi bây giờ mình sống với mục đích gì, sống như thế nào, sống để làm gì. Thì hôm đó mình cầu nguyện rằng là bây giờ con có cái thông điệp gì đó không, có muốn tìm một quyển sách nào đó để đọc. Thì mình chỉ mở Tiki ra, sau đó rồi mình lướt những cái hình sách, thì bắt đầu mình bắt gặp cái hình của bìa quyển sách Đối thoại với Thượng Đế của Nhã Nam. Chỉ cái tên sách thôi nó làm mình rất là ấn tượng, cho dù cái bìa thì không có gì ấn tượng hết, rất đơn giản, hơi bị chán nữa. Thế nhưng mà rõ ràng khi mà nhân duyên đúng lúc thì hình thức chẳng quan trọng. Nó chỉ đơn giản nó sẽ tạo nên một cái tia lửa nó phát lên ở bên trong, và mình đi tìm quyển sách. Mình có thói quen rằng là mình sẽ đi nghiên cứu trước, coi review như thế nào trước khi mà mình mua quyển sách hoặc là đọc quyển sách. Thì khi mà tìm thì mình tìm ra là có cái file PDF, mình mới đọc cái file PDF đó. Và đó là khởi đầu của việc tất cả những nhận thức ở bên trong của mình đã được sâu chuỗi lại với nhau. Tất cả những hoài nghi về bản thân, những tư tưởng của mình từ nhỏ tới lớn, tất cả những hoài nghi được đánh bật sang một bên, và bắt đầu mình sâu chuỗi lại được con người của mình từ khi mình sinh ra, tất cả những suy ngẫm của mình khi còn bé. Nó đều phù hợp, nó không bị sai, mình không phải là một kẻ tội lỗi. Mình không tội lỗi bởi vì mình có những khát khao trong cuộc sống. Mình không có tội lỗi bởi vì cái năng lượng tình dục của mình nó quá mức vào lúc đó. Mình đã không hề tội lỗi khi mình đi tìm kiếm mục đích cuộc sống. Mình đã không hề tội lỗi khi mình cho rằng bản thân mình có thể đạt được tất cả mọi thứ mình mong muốn. Và mình không còn cảm thấy rằng mình không xứng đáng với cuộc sống này. Mình cũng không còn cảm thấy rằng cái việc mà mình không thể giao tiếp với người khác là một việc đáng xấu hổ. Hoặc mình không còn cảm thấy mình quá dị khi mà tất cả những suy nghĩ của mình chẳng giống ai. Tất cả mọi thứ nó đều bắt đầu sâu chuỗi lại. Và mình bắt đầu học được rằng thì ra mình được yêu thương. Cái điều mà đánh động mình lớn nhất khi mình đọc Đối thoại với Thượng Đế, đó là mình nhận ra được rằng thì ra là mình được yêu thương vô cùng. Khi mà mình đọc cái cuộc đối thoại giữa tác giả với Thượng Đế đó, nó chẳng khác nào là cuộc đối thoại của chính bản thân mình. Bởi vì những cái sự bực bội, bất lực, những cái khó chịu, buồn phiền ở bên trong mỗi con người nó đều giống như nhau. Tại sao tôi không được hạnh phúc? Tại sao tất cả những người ở xung quanh tôi không hiểu được tôi? Tại sao đây là điều tôi mong muốn? Tôi mong muốn mọi người đều được hạnh phúc, mà tại sao tôi cứ đi làm cái điều ngược lại? Vì sao mình không thể thành thật với bản thân mình? Tất cả những cái chất chứa ở trong lòng mỗi người đều được nhìn thấy ở trong cuộc đối thoại giữa tác giả với Thượng Đế. Tác giả vô cùng phẫn nộ, vô cùng bất lực, vô cùng trách móc, hoài nghi. Thế nhưng Thượng Đế,
cái người mà trả lời đó, cái năng lượng mà trả lời đó lại có thể bình tĩnh chờ đợi, từ từ khuyến khích tác giả nói lên nỗi lòng của mình, nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng, những trách móc đó, để cho tác giả bắt đầu trách móc bao nhiêu thì thích. Nhưng Thượng Đế, một sự kiên nhẫn vô cùng, kiên nhẫn, hướng dẫn, nói lại, chấp nhận, và sau đó giải thích, từ từ, hợp lý, dẫn dắt, để rồi tác giả ngộ ra mọi thứ, và rồi mình cũng ngộ ra mọi thứ, và rồi tác giả cảm xúc bùng nổ, và trái tim mình cũng bùng nổ. Và cứ mỗi lần mà một tri thức ở trong mình nó được nhận ra, khi mà mình nhớ lại được rằng ngày xưa mình cũng đã từng suy nghĩ như vậy, ngày xưa mình cũng đã từng có những cái ý niệm như vậy, nhưng vì sao mình cũng hoài nghi bản thân, vì sao mình cũng bắt đầu trách móc. Và rồi sau khi mà mỗi khi mà câu hỏi được giải quyết, thường là tới chương 10 của mỗi quyển sách, người sẽ nói rằng là: ta yêu con. Và cứ mỗi tới khi mà tới cái chương đó, và mỗi khi mà mình đọc được cái câu nói đó, thì trong tim của mình nó trào lên cảm xúc của sự yêu thương, cảm ơn, hạnh phúc vô bờ. Mình biết ơn tất cả những bạn, những nhóm bạn, mình không biết các bạn là ai, đã dịch quyển sách 1, 2, 3 của Đối thoại với Thượng Đế. Biết ơn các bạn vô cùng. Bởi vì bản thân mình đã nhận được rất nhiều ơn lành kể từ khi Đối thoại với Thượng Đế đã được trao đến cho mình. Mình muốn tiếp tục dịch những quyển còn lại. Trải nghiệm suốt một năm khi mà mình dịch bộ sách là một trải nghiệm thiền định vô cùng sâu sắc. Cứ mỗi sáng là 7 giờ ngồi tới trưa, xong rồi nghỉ mệt mỏi, xong ngồi tới khuya 10, 11 giờ, có khi 1, 2 giờ sáng. Cái lý do là bởi vì một khi mà đã đọc Đối thoại với Thượng Đế rồi, thì cái mạch câu chuyện nó sẽ vô cùng hút. Từng lời nói, từng sự diễn giải, nó hút một con người vào mình không thể nào dứt ra được. Và đương nhiên là khi mà mình vừa dịch vừa đọc thì cái tốc độ nó chậm hơn, và mình cũng phải dừng lại để mình suy nghĩ cái đoạn này phải dịch như thế nào cho nó xuôi ra bằng tiếng Việt. Và rồi có những đoạn mình đọc mình không hiểu. Bạn biết không, đó là trải nghiệm quan trọng nhất của suốt năm nay. Mỗi khi mình gặp bất cứ một bế tắc hoặc bí nào khi mình dịch, mình sẽ phải ngồi thiền, và mình yêu cầu: cha ơi, hãy giúp con dịch được chỗ này, xin giúp cho con hiểu chỗ này, hãy tìm ngôn từ cho con. Và sau đó 1-2 phút thì nó mới lóe lên trong đầu để cho mình hiểu được, và sau đó là cái câu chữ. Rồi cái sức khỏe của mình nó cũng có giới hạn. Có những lúc khi mình dịch xong một quyển sách là mình sụi lơ luôn, rất là mệt mỏi. Nhưng mà ở trong tim của mình, mình cũng muốn bỏ luôn á, bởi vì nó quá mệt đi. Thế rồi nghỉ, phải nghỉ cả 3-4 tuần. Rồi có lúc mình còn cảm thấy mình thôi, mình không muốn làm nữa luôn. Thế nhưng mà cái thúc đẩy ở bên trong luôn luôn nó có sự thúc đẩy, mình không thể nào nhầm lẫn được. Năng lượng ở bên trong mình nó thúc đẩy mình, thúc đẩy mình phải tiếp tục, phải tiếp tục. Cho dù tâm trí của mình có nói gì đi chăng nữa, thì cái linh hồn của mình không cho phép. Linh hồn của mình luôn luôn nói bằng một ngôn ngữ mà mình không thể nào nhầm lẫn được. Mình cảm thấy rằng là cái quá trình mà mình dịch bộ sách Đối thoại với Thượng Đế là một sự rèn luyện. Một sự rèn luyện để cho mình bắt đầu đối thoại được với Thượng Đế ở bên trong, và bắt đầu có một sự kết nối sâu sắc hơn với cái năng lượng vũ trụ, năng lượng của sự sống và Thượng Đế ở bên trong của mình. Và những cái sự yêu cầu và đáp trả nó gần như là chỉ trong vòng một vài phút thôi. Đó là một sự tức khắc. Vậy nên là mình bắt đầu có được cái kinh nghiệm rằng thì ra cái việc mà mình đối thoại với năng lượng sống, với lại vũ trụ, nó không khó khăn giống như là mình nghĩ đâu. Chỉ cần rằng là tâm mình có một cái sự nhất tâm, và cái lòng của mình có một niềm tin tưởng,
Mình chỉ cần nói ra và mình chờ đợi, nó sẽ trả lời của mình rất là nhanh. Xong rồi cái khi mà mình dịch bộ Amy cậu bé của các vì sao á, là mình dịch xen kẽ với lại đối thoại với Thượng Đế trong những cái quyển đầu. Thì những cái quyển sách đó, nó từ tiếng Tây Ban Nha nó được dịch ra tiếng Anh, vậy nên rằng là cái người dịch nó cũng tòm tèm thế nào á. Có những cái đoạn nó rất là khó hiểu, có những cái đoạn nó ngữ pháp còn bị sai nữa. Và mình cũng phải nhờ như vậy, mình cũng phải nhờ rằng là hãy giúp cho con hiểu rõ chỗ này nó thật sự đang viết cái gì. Thì cũng vậy, 1-2 phút sau mình sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng ở trong tâm trí. Rồi khi mà mình kết thúc quyển 3 và mình nói rằng là bây giờ tôi muốn tìm những cái hình ảnh ở trong quyển sách, vì mình biết trong sách nó có hình ảnh, hình vẽ để giúp cho người đọc dễ hình dung hơn. Nhưng toàn bộ nó nằm ở trong bản xuất bản chỉ ở tiếng Tây Ban Nha thôi, vì người ta chỉ xuất bản quyển 1 của Amy, cậu bé của các vì sao sang tiếng Anh, hai quyển còn lại thì không xuất bản. Nguyên do thì cá nhân mình nghĩ rằng là bởi những cái thông điệp ở trong quyển 2 và quyển 3 của Amy ấy, nó không phải là một quyển sách của trẻ con nếu như bạn đã đọc Amy cậu bé của các vì sao rồi. Thế nhưng quyển sách lại được xuất bản để cho trẻ con đọc. Vậy nên khi mà những cái thông điệp ở quyển sách ở quyển 2, quyển 3 nó trở nên phức tạp hơn và nó trở nên gây chấn động hơn đối với lại tư duy của con trẻ, thì mình nghĩ rằng là những cái người xuất bản sách, mà đặc biệt vào cái thời gian sách được gửi đến là năm 8 mấy á, thì nó chưa sẵn sàng để cho trẻ em ở những xã hội như là tiếp nhận những cái thông điệp mà nó có tính cách mạng như vậy. Thì khi mà mình làm sau cùng quyển sách thì mình cố gắng tìm ra những cái hình ảnh để mình chèn vào trong, thì tìm hoài không ra. Thật sự rất khó khi một khi mà nó đã được xuất bản được một thời gian rất lâu rồi, đúng không? Và từ ở một cái ngôn ngữ khác hơn là tiếng Anh nữa. Thật sự là 1-2 giờ sáng rồi, nhưng mà mình khi mà một khi đã làm việc đó, thì mình có cái tính như vậy, mình quá mức, mình luôn luôn ép bản thân mình phải hoàn thành mọi thứ. Nên lúc đó mình mới nghĩ, ô, sao mình không nhờ? Thì mình mới xin rằng là xin cho con tìm ra những cái nguồn hình để dành cho những quyển sách này. Bạn tin nổi không? Vậy mà trong vòng 2 phút sau mình tìm ra được cái nguồn hình đó trong tiếng Tây Ban Nha luôn đó. Có toàn bộ hình vô cùng rõ nét, chi tiết. Sau đó rồi có những hình nó bị mờ thì mình sẽ lại phải tìm cách để mà mình dùng những cái công cụ online là mình làm cho nó sắc nét và rõ màu hơn. Mình chèn vô trong sách. Và khi mà đương nhiên là mình đã cảm thấy vô cùng biết ơn, và mình lại càng tin tưởng vào việc một khi mình ngồi thiền xuống để cho cái trạng thái của mình nó nằm ở trong trạng thái nhất tâm á bạn. Khi mà mình ngồi thiền để cho trạng thái nhất tâm này xảy ra thì không nhất thiết là mình cứ phải ngồi thiền đâu. Khi mình tập trung mà mình làm một việc gì đó mà không để cho những cái suy nghĩ của mình và cảm xúc của mình nó rối loạn lên á, thì đó cũng là một lúc mà tâm và thân của mình nó nhất về một điểm. Khi bạn đi bộ, hoặc là khi những vận động viên chạy bộ, hoặc là khi mình nhảy cũng vậy, hoặc là đọc sách, một cái sự chú tâm nó hoàn toàn vào một việc và nó cái ý định của mình là rất rõ ràng, thì lúc đó cái việc mà mình yêu cầu nó trở nên rất nhanh chóng được đáp lời. 1-2 phút là kết quả đã ra. Và tất cả những cái việc mà xảy ra trong quá trình mà mình thực hiện việc dịch sách và cả khi mình dịch Crayon nữa, nó đều chứng minh cho bản thân mình được rằng là tất cả những điều mình mong muốn và mình có thể trao đổi, yêu cầu Thượng Đế giúp đỡ, yêu cầu vũ trụ giúp đỡ và nhận được cái kết quả, nó chỉ xảy ra trong vòng tích tắc mà không phải đợi quá lâu, nếu như nó hoàn toàn được phù hợp với kế hoạch đã định sẵn. Cái phần mà nó nằm ở kế hoạch đã định sẵn này á, nó không phải là việc rằng là ý mình nói rằng là mình xin những cái điều to tát, ví dụ như cho con ngay lập tức 100 tỷ trong tài khoản chẳng hạn, thì nó hoàn toàn nó không phù hợp với cái hoàn cảnh. Nhưng nếu như mình yêu cầu những cái điều mà mình biết chắc rằng nó có thể xảy ra, trong tim mình chắc chắn rằng nó chắc chắn xảy ra được, thì nó sẽ xảy ra được. Còn nếu như mình biết rằng mình đang yêu cầu một điều vô lý, một điều không cách nào mà có thể ngay lập tức hiện hiện trong cái thực tại của mình được, thì làm sao mà cái việc đó nó có thể xảy ra được, cho dù rằng thật sự nó có khả năng xảy ra đi chăng nữa. Ví dụ như cái vấn đề mà tiền bạc đi,
khi mà mình dịch Crayon á, hoàn toàn trong đầu của mình chỉ mà nghĩ rằng là ồ, những cái thông điệp này nó vô cùng có tính cách mạng. Nếu mà càng nhiều người biết á, thì cái quá trình thức tỉnh này nó lại càng giúp đỡ cho nhiều người, đúng không? Vậy nên khi mà mình dịch Crayon, mình đã không hề nghĩ rằng nó sẽ mang lại bất cứ một cái sự giúp đỡ về tài chính nào. Vậy mà không biết rằng là có ai đó, hoặc là mình không biết, nhưng mà những cái video của Crayon khi mà nó ra đó, bỗng nhiên nó có một cái video nó được rất là nhiều lượt xem luôn, rất nhiều lượt xem luôn. Thế mình mới nghĩ rằng rất là lạ kỳ luôn. Bởi vì đa phần những cái video mình đọc đối thoại với Thượng Đế thì chỉ khoảng 2.000 lượt xem trong vòng một tháng thôi. 1.500, 2.000 gì đó. Những cái video sau còn ít hơn nữa. Thế nhưng mà khi mà mình post Crayon ra thì chỉ tới cái video thứ 3 là cái lượt xem nó lên tới vài trăm ngàn. Phải không ta? Bây giờ như là cái video đó khoảng 200 ngàn, lúc đó thì nó khoảng mấy chục ngàn luôn, và tăng lên rất là nhanh. Thì mình mới nghĩ rằng là trời ơi, sao mà hay vậy. Và thậm chí là mình, những cái video sau nó cũng được rất là nhiều lượt xem, và cái lượt đăng ký kênh của mình nó tăng lên chóng mặt. Mình cũng không hề tưởng tượng ra nổi luôn. Thì đây là điều mà mình muốn nói nè, đó là khi mà những cái việc mà mình làm nó phù hợp với lại cái kế hoạch của mọi thứ, và đặc biệt là cái tâm của mình, khi mà mình làm một điều gì đó mình không nghĩ rằng là mình nhận lại được cái gì á, và nó là một việc dành cho một cái tâm phụng sự á, thì nó luôn luôn nó được được cái thế lực ở đằng sau vô hình có sự giúp đỡ để trao truyền những cái điều mà cả vũ trụ muốn trao truyền ra, chứ không phải là từ cái nỗ lực của mình nghĩ rằng mình muốn làm cái điều này thì nó sẽ thành công, mà nó phải có được một cái phần đó là nó phù hợp với kế hoạch của toàn thể vũ trụ. Cũng như khi mà mình ngẫm nghĩ về việc rằng là nếu như không có chiến tranh Việt Nam á, thì đã không có được Thích Nhất Hạnh, thầy đã không bị trục xuất khỏi nước Việt Nam, và nếu như thầy đã không có mặt ở nước ngoài thì thầy đã không thể nào lập nên Làng Mai, thầy đã không thể nào giúp cho hàng bao nhiêu triệu con người đang chịu cảnh đau khổ bên trong tâm hồn sau chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai kéo dài liên tục. Và khi mà người châu Âu với nhiều rất nhiều đau khổ đã tìm tới với Làng Mai, tìm tới với thực hành của Phật giáo, với thiền định, với chánh niệm, thì bao nhiêu người đã được chữa lành, cả thế giới đã nhờ thầy và nhờ pháp của Đức Phật, thiền định, thực tập, yêu thương mà đã được chữa lành. Và sư ông Nhất Hạnh là người đã mang cái thực tập chánh niệm, mindfulness practice, đi vào sâu trong đời sống của người châu Âu hiện tại. Thầy nếu nhìn từ cương vị một cái quá trình, thì thầy Thích Nhất Hạnh chính là người đã khởi đầu nên phong trào thức tỉnh trên toàn thế giới. Khi mà chúng ta bắt đầu quan sát mọi thứ theo một quá trình như vậy, thì nhìn thấy mọi thứ cứ giống như là một sự sắp đặt sẵn của định mệnh, có đúng không? Nhưng mà bản thân Vi thì nhìn thấy rằng đây không phải là định mệnh. Định mệnh đúng, nhưng là định mệnh mà cho con người đó, cho linh hồn đó đã chọn lựa. Một con người khi sinh ra luôn luôn có một cái khát khao sâu thẳm ở bên trong tâm hồn, và cái người đó sẽ tìm tới những cái sự rèn luyện, học hỏi về tri thức mà nó liên quan tới cái khao khát ở bên sâu bên trong đó. Sau đó rồi khi mà người đó rèn luyện bản thân mình, chui rèn mình thông qua rất là nhiều những cái vất vả trong đời, mới đủ khả năng, mới đủ cái nhìn nhận mà giúp đỡ được biết bao nhiêu người khác, tùy theo rằng là cái thời điểm, cái thời cuộc của lúc đó. Và rồi những người cùng có những cái tâm giống nhau thì bỗng nhiên gặp gỡ được lẫn nhau và được truyền cảm hứng bởi nhau. Và việc mà một người chỉ đơn giản là sống cuộc đời của mình, nhưng mà thông qua cái cuộc đời đó, thông qua những cái khát khao sâu thẳm ở bên trong tâm hồn đó và cái công việc của bản thân mình, bỗng nhiên giúp đỡ được nhiều người, thì như thầy Nhất Hạnh, có lẽ thầy đã không nghĩ rằng thầy lại trở thành một người mà gọi là có cái công đầu trong việc mang Phật giáo ra với phương Tây, là người có cái tác động sâu sắc như vậy đến với cái sự thức tỉnh của toàn nhân loại. Thầy chỉ đơn giản là làm việc của một thầy tu thôi, đó là giải thích và mang cái tình thương và cái sự hiểu biết của Đức Phật mang tới cho nhiều người có thể hiểu được ở một cái mức độ đơn giản nhất. Như tiếng Việt của mình khi mà đọc về Phật giáo thật sự rất khó hiểu, nhưng cái công của thầy Nhất Hạnh đó là nhờ thầy ở phương Tây, với những con người phương Tây không có hiểu biết gì hết trơn á về Phật giáo,
mà nhờ vậy thầy mới có thể đơn giản hóa những khái niệm Phật giáo và truyền trao nó đến với lại rất là nhiều người khác. Cái tâm của thầy chỉ là thầy làm việc mà thầy biết rằng thầy có thể làm được, chứ thầy đâu có nghĩ rằng là mình làm việc đó để mình trở thành một người vĩ đại như ngày hôm nay đâu. Và khi mà Vi bắt gặp cái cuộc đời của thầy, và Vi cũng bắt gặp nó trong cái cuộc đời của mình, bản thân mình á, là một người vô cùng quan tâm. Mình thích lịch sử từ khi còn nhỏ, mình thích nghiền ngẫm về triết học, mình thích nghiền ngẫm về động cơ con người, mình thích tìm tòi học hỏi về lịch sử. Đối với mình, lịch sử nó không phải là cái gì khô khan ngày tháng hết. Đối với mình, đó là cuộc sống của rất nhiều người, những bài học trải nghiệm mà có thể là mình đã làm trong quá khứ. Đó chính là cuộc đời của mình đã từng sống trong quá khứ, và những cái sai lầm mình đã mắc, và những cái quyết định mình đã ra để làm sao mình đạt được cái mục đích của mình, và những cái kết quả theo sau đó. Vậy nên khi mà mình học lịch sử, đó là mình học về những cái con người làm sao họ trở nên vĩ đại như vậy. Mình đọc về Giê-xu, mình cũng đã đọc như vậy. Khi mà mình tìm hiểu, mình cũng tìm hiểu Gandhi như vậy. Tất cả những cái vị thầy, mình đều đọc về lịch sử của họ, cách mà họ bỗng nhiên trở thành từ một người bình thường trở thành một người vĩ đại, hoặc là một cuộc chiến tranh, nó tại sao, nó bắt đầu từ khi nào, người Do Thái vì sao lại bắt đầu bị diệt chủng như vậy, vì sao Hitler lại trở thành một con người như vậy. Và đó là cái việc mà mình học lịch sử đối với mình. Mình tìm hiểu về cái nguyên do vì sao mọi thứ đã xảy ra, và những cái gốc rễ sâu sắc của nó, và những cái tác động của nó từ lịch sử tới chính trị, tới mọi thứ. Rồi mình lại trở thành hướng dẫn viên một cách là mình cũng không thể hình dung được luôn, bởi vì bản thân mình là người bị say xe mà. Vậy mà vì cái cuộc sống gia đình của mình như vậy mà mình lại chọn cái nghề làm hướng dẫn viên để làm sao làm ra tiền. Một cái động lực, động cơ từ trong gia đình, nó hoàn toàn nó buộc mình phải chọn một cái đường hướng khiến cho mình lại càng đi sâu vào trong lịch sử hơn, lại càng đi ngắm nhìn lịch sử hơn. Rồi mình lại bắt đầu tìm tới xứ ông, lại tới cái sự thực tập của bản thân mình trong suốt cuộc sống. Vì nhìn tới nhìn lui, mình nhìn thấy tất cả mọi điều giống như rằng có một sự sắp đặt sẵn. Có vẻ như vậy, nhưng thật ra không phải như vậy. Mình cho rằng cái ý chí của bản thân mình đã được tôi rèn, đó là bởi vì chính linh hồn mình đã mong muốn như vậy. Từ lúc còn bé cho tới khi mình trở thành con người mà mình chỉ muốn tìm hiểu sâu hơn về bản thân mình, tìm hiểu sâu sắc và làm sao làm hòa được, làm sao có sự hòa bình ở bên trong, và đi theo con đường phi bạo lực của chính thầy Nhất Hạnh, của Gandhi, của Giê-xu, của Đức Phật, chống, không phải là chống đối lại mà là cải cách được xã hội thông qua việc sử dụng phi bạo lực, bằng cách hiểu rõ về nguồn cội của bản thân mình, làm cách làm sao có được hòa bình phi bạo lực ở bên trong mình, để có được cái cách ứng xử hòa bình phi bạo lực với cái bên ngoài của mình, để phục vụ cho hòa bình. Trong lòng của mình nó có rất là nhiều sự đối kháng, mâu thuẫn. Có những lúc mình lười bất tận, có những lúc mình chán chường bất tận. Nhưng mà rồi cái cảm xúc sâu sắc ở bên trong linh hồn, thông qua việc dịch đối thoại với Thượng Đế, mình bỗng nhiên mình cảm thấy mình có thể kết nối được với cái xúc cảm đó, với cái động cơ sâu sắc đó khi mình được sinh ra. Tức là mình luôn luôn muốn đấu tranh, muốn làm việc để làm sao có được hòa bình trên thế giới. Mình muốn làm việc để làm sao có sự hòa hợp trong tất cả các tôn giáo, để tất cả mọi tôn giáo đều không còn đánh nhau, tranh giành. Mình ghét phải nói điều này, nhưng mà thật sự mình không có muốn tham. Mình đã từng tham gia, nhưng mà rồi mình rút toàn bộ khỏi tất cả những cái group mà trao đổi về tâm linh, bởi vì nói tới nói lui tất cả mọi người đều giống như đang đánh nhau vậy đó, rằng là tôi đúng, cái đạo của tôi đúng, cái nhìn của tôi đúng, và phản bác lẫn nhau. Và mình cảm thấy cái trong cái thế giới mà mọi người đi tìm tâm linh đó, nó còn mệt mỏi, nó còn đấu đá, nó còn cãi vã nhiều hơn là cái thế giới mà của những con người bình thường tranh đua tiền bạc. Bởi vì một khi mà một con người cái bản ngã tâm linh nó cao, thì chính bản thân mình cũng đã trải qua cái bản ngã tâm linh, nó khó tranh đấu hơn là cái bản ngã thường nữa. Vậy nên lúc ban đầu á, khi mà mình bắt đầu muốn chia sẻ, thì mình có vào nhiều cái group và mình chia sẻ những cái thông điệp của mình, thì mình lại nhận thấy rằng là nó không có hiệu quả gì cả, và nó gây nên những cái năng lượng tranh cãi rất là tiêu cực, không có cần thiết.
Vậy nên là mình mới bắt đầu chia sẻ ở trên YouTube như thế này, bởi vì từ chính cái kinh nghiệm của bản thân mình đi sâu vào kết nối và trò chuyện với Thượng Đế ở bên trong cho tới cái thời điểm hiện tại mà mình có thể hỏi câu hỏi và bắt đầu nhận được câu trả lời bằng âm thanh luôn, bằng hình ảnh luôn á, thì nó đâu có đòi hỏi mình cần phải đi theo và tu tập ở trong một cái vị thầy nào nhất định hoặc là theo một cái truyền thống nào nhất định đâu. Nó toàn bộ đó là chỉ bản thân mình với bản thân mình thôi, là mình bản thân mình với vũ trụ thì đúng hơn. Có nghĩa rằng là cái người thầy mà đối với mình là lớn nhất á, cái người thầy thật sự ra dẫn dắt mình không phải là một người thầy ở dạng vật lý, mà đó là chính là Thượng Đế, đó chính là cái vũ trụ. Một khi mà bên trong lòng của mình nó phát khởi rằng mình mong muốn tìm kiếm sự thật, thì vũ trụ, Thượng Đế, năng lượng sống này đây mới là cái mà mình, mới là vị thầy của mình. Bắt đầu mình yêu cầu vị thầy có thể giúp đỡ mình, chỉ dẫn cho mình, thì dần dần người ấy sẽ đưa tới, đây vị thầy này, con đọc sách của người này đi, à cái đây là cái câu trả lời cho câu hỏi của con, đây là cái hướng con cần nghiên cứu nè, thì nó sẽ tự dưng nó sẽ đưa đến với mình. Và vì vậy nên rằng là mình nhận thấy rằng là khi mà mình muốn, mình có cái khao khát thực sự của một người đi tìm kiếm cái sự thật bên trong của bản thân mình thôi á, mình nên nhớ đó là đối với mình đây là của bản thân mình, phù hợp cho mình nhất thôi, phù hợp cho linh hồn của mình nhất á, chứ không phải rằng là nó cần phải đúng với tất cả những trường hợp, đúng với tất cả những người khác, mà là chỉ là mối quan hệ giữa mình và bản thân mình. Thì tất cả những gì mình cần làm đó là yêu cầu cái năng lượng của vũ trụ chỉ dẫn cho mình, yêu cầu cái vị thầy lớn nhất đó là Thượng Đế ở bên trong trao cho mình một cái đường hướng nhất định, và thế rồi thì nó sẽ đến, mình sẽ được đẩy đưa để được gặp, để được nghe, để được tìm hiểu, để được nghiên cứu, và nó nghiên cứu sâu ở bên trong, chứ không nhất thiết là phải trao đổi với một người nào cả, mà toàn bộ duyên đến duyên đi là do Thượng Đế đưa đẩy mà thôi. Vậy á, nên là mình bắt đầu một cái thời kỳ gần đây là mình không có trao đổi với ai hết. Đó là bởi vì mình muốn thanh lọc hết toàn bộ những cái tư tưởng ở bên ngoài nó đã tác động tới mình từ trước tới giờ. Mình cảm thấy rằng là khi mà chỉ có riêng bản thân mình mới có thể hiểu sâu sắc được mình thôi. Và cái đấu tranh nội tâm và những cái khó khăn nội tâm của mình, cảm xúc của mình có một mình hiểu được. Mà nhất là chỉ có một mình quan tâm thôi. Không có bao nhiêu người thực sự quan tâm tới bản thân mình đâu. Không có bao nhiêu người thực sự có hứng thú với mình cả. Đó là bởi vì bên trong mỗi người, người đó quan tâm tới những cái khổ đau của mình nhất, tới những cái mong cầu của mình nhất. Vậy thì mình cũng đâu có quan tâm nhiều tới người khác đến như vậy, ngoại trừ những cái người thân của mình. Nhưng mà cái việc mà mình chỉ quan tâm và đặt bản thân mình lên hàng đầu, nó không nhất thiết rằng là sai, mà đó thật sự là cái hướng cần thiết nhất. Mình cần phải có rõ cái mối quan hệ giữa mình với mình, giữa mình với Thượng Đế bên trong, với vũ trụ bên trong, với toàn thể sự sống trước, thì mình bắt đầu mới có thể phóng chiếu cái hiểu biết, cái yêu thương đó từ bên trong mình nó đi ra ngoài, chứ không thể bắt đầu từ bên ngoài được. Vậy nên rằng là mình cắt hết tất cả những cái sự giao tiếp với những cái nhóm bạn, hoặc là với việc rằng là trao đổi online trên mạng, hay là nói qua nói lại gì đó mình cũng ngưng luôn, mà mình chỉ nói chuyện với mình thôi. Mình có bất cứ câu hỏi gì mình cũng tự đặt với Thượng Đế bên trong thôi. Mình yêu cầu được sự giúp đỡ, mình muốn được hiểu. Ngay cả việc trò chuyện với cơ thể thông minh innate ở bên trong, như là các bạn có theo dõi Cryon đó, thì bắt đầu mình nhận thấy rằng nó cũng có một cái sự đáp trả rất là nhanh chóng. Cơ thể mình nó cần cái gì, hoặc là nó đang bị những cái vấn đề gì, và những cái tư thế nào, những cái thay đổi nào về cái thói quen sinh hoạt hoặc là ăn uống, bỗng nhiên nó sẽ được đưa đến cho mình. Và mình đi qua nó, mình trải nghiệm nó. Đó là một cái sự thử nghiệm từng bước một, để mình làm sao kết nối được, hiểu được rõ ràng hơn những cái thông điệp mà cái năng lượng từ những cái thiên thần, từ ông bà tổ tiên của mình, từ Thượng Đế, từ rất rất nhiều năng lượng vô hình mà mình không hề được biết tới, đang phù hộ cho mình, đang độ cho mình á. Bạn có để ý thấy rằng là trước khi mà ngồi thiền á, thì mọi người thường hay niệm danh hiệu Bụt không? Gọi A Di Đà Phật, hoặc là ở bên làng Mai thì niệm là Nam Mô Bụt Sakyamuni, hoặc là ở bên Thiên Chúa Giáo thì sẽ gọi Giê-xu Amen. Và mình tin rằng là tất cả những cái thực hành tâm linh khác ở những cái đạo khác thì đều có một cái đấng mà mình luôn kêu cầu, đúng không? Thế cái việc đó là để làm gì?
đó là bởi vì trong cái vũ trụ sống này nè, nó có vô vàn năng lượng và vô vàn cái rung động năng lượng khác nhau ở nhiều tần số khác nhau. Vậy nên nếu như ở trong tâm của mình khát khao đi, nó có cái năng lượng nào á, thì mình đi tìm những cái năng lượng đó, và những cái năng lượng đó đi tìm mình để có thể trao đổi với nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Nên là những người mà ham tiền chẳng hạn, thì người ta toàn nghĩ tới tiền thôi, thì những cái năng lượng mà cũng chỉ toàn nghĩ tới tiền thôi thì mới tìm tới những người đó để có thể cộng hưởng với người đó. Hoặc là những người mà luôn luôn sợ hãi á, cái người mà càng sợ hãi thì những cái năng lượng sợ hãi và những cái năng lượng mà thích đi gọi là manipulate, là dùng gì từ đó, tiếng Anh tiếng Việt mình dịch là gì trời, là thâu tóm, thao túng á, những cái năng lượng mà muốn thao túng người khác thông qua sự sợ hãi sẽ tìm đến với những người hay sợ hãi, bởi vì những người hay sợ hãi cũng hay đi thao túng người khác bằng sự sợ hãi. Vậy nên là những người mà thực thành tâm linh chẳng hạn, thì muốn được sự hỗ trợ từ những cái năng lượng tâm linh mà để làm sao thăng tiến trong tâm linh, để có thể tìm ra được cái sự thật bên trong, để làm sao tìm ra được cái hòa bình bên trong, thì những cái năng lượng đó là cái năng lượng mà mình hướng tới. Là mình, nếu mà mình tìm, mình niệm cái danh hiệu của Bụt thì Đức Phật tới phù hộ mình, cái năng lượng của sự giác ngộ đó đến để giúp đỡ mình nhận ra được những cái điều gì đó. Thì đó, vậy nên rằng là do cái sâu sắc ở bên trong tâm hồn của mình đang khao khát cái gì, cái định hướng của con người của mình là gì, thì cái năng lượng của mình nó sẽ yêu cầu những cái năng lượng đó tới một cách vô hình. Và nếu như mình có ý thức để mình kêu gọi cái năng lượng nó đến, và cái năng lượng nó sẵn sàng giúp đỡ mình đó, thì cái động lực để mình tiến bộ nó nhanh hơn. Vậy nên nếu như một người thực hành tâm linh là một người đi tìm kiếm sự thật về bản thân mình, chứ không phải là một người đi tìm kiếm những cái khả năng, năng lực để mà làm những cái việc tâm linh khác. Tại vì nó có sự khác biệt ở đây. Những người mà đi tìm về cái nội tâm của bên mình để cải hóa, tu tập cái nội tâm của mình, làm tìm kiếm hòa bình và tri thức sự thật á, thì nó khác với những người đi tìm kiếm những cái sự khai mở luân xa để mà có những cái năng lực cao siêu nào đó. Nó khác nhau. Vậy nên rằng là mình không nên hiểu lầm ở hai điểm này. Mình cần xác định rõ là bản thân mình nằm ở cái nào, để mình có thể đi đúng cái đường định hướng đó, và cái năng lượng vũ trụ nó biết rõ cái mong muốn của mình thì nó mới có thể dứt khoát đưa mình đi đường này đường kia. Chứ mình mà còn cứ lưỡng là lưỡng lự không biết mình muốn cái gì á, thì cái điều mình yêu cầu nó ra thì nó thông điệp nó không có rõ ràng, thì Thượng Đế cũng chẳng biết đường nào mà lần mà giúp mình hết á. Vậy nên rằng là khi mà bạn theo dõi cái kênh của Vi, thì mình tin rằng là cái năng lượng của bạn và năng lượng của Vi nó cũng có phần nào đó tương đồng với nhau. Có thể là Vi đang kết nối với Thượng Đế để đi theo cái mục đích của mình. Và khi mà mình chia sẻ những cái điều này một cách rất là tâm huyết như vậy vào ngày hôm nay, nó hoàn toàn đi lạc đề với những cái gì mà mình đang muốn chia sẻ từ lúc đầu. Thì mình nghĩ rằng là bản thân bạn cũng đang bắt đầu cảm nhận được rằng là thật ra khi mà bạn đang hoài nghi về cái khả năng giúp đỡ bạn, khi mà bạn kêu gọi năng lượng của vũ trụ đến với bạn á, thì bạn có thể nghe những cái chia sẻ của mình mà bạn có một cái lòng tin hơn đối với cái việc mà bạn đang muốn khao khát thực hiện. Toàn bộ nó đều phải bắt đầu từ cái khao khát sâu thẳm ở bên trong của bạn, nó phải có một cái sự rõ ràng hơn. Chẳng hạn như khi vì muốn nói về cái ví dụ này để cho mọi người có thể dễ hình dung hơn về việc kêu gọi cái sự giúp đỡ của vũ trụ là như thế nào, và kết nối với Thượng Đế là như thế nào, nó khác biệt như thế nào trong đời sống thực tập tâm linh của mình, thực tập tìm về rèn giũa bên trong của mình. Ví dụ như nha, bạn, mình quay trở lại với ví dụ là một giọt nước và đại dương. Khi mà giọt nước nằm ở bên trong đại dương á, thì giọt nước phải chịu những cái tác động của nào là nắng, là gió, là sức đẩy của những cái giọt nước khác và tất cả những cái điều kiện khác. Ví dụ như giọt nước đó nói, giọt nước nó muốn đi đến nước Mỹ, thì bắt đầu giọt nước nó chỉ có thể chờ đợi, đúng không? Để cho nắng làm cho giọt nước tới lượt nó mới được bốc hơi, xong rồi gió đẩy đưa nó, thì có lúc nó có thể được đẩy đưa tới Việt Nam, có lúc thì nó được đẩy đưa tới Brazil, xong đó rồi rất nhiều lần chịu cái sự đẩy đưa của số mệnh như vậy thì nó mới tự nhiên đạt tới được nước Mỹ. Nó mới được làm cơn mưa ở nước Mỹ. Thế nhưng mà nếu như giọt nước đó bỗng nhiên nó có ý thức
cao hơn về bản thân mình, và nó ý thức được rằng là thì ra là mình không cần phải chịu chờ đợi như vậy đâu, mình có thể yêu cầu đại dương giúp đỡ mà. Là giọt nước mới nói với đại dương rằng là bây giờ con muốn đi tới bờ biển nước Mỹ và làm một cơn mưa ở đó, hãy giúp đỡ con. Thế là đại dương mới biết được rằng à, thì ra đây là mong muốn của con đúng không, được, ta sẽ giúp. Thế là bao nhiêu những cơn sóng bắt đầu đẩy giọt nước đi xa dần từ Thái Bình Dương đi ra Đại Tây Dương để gần lại với nước Mỹ hơn. Xong rồi những cái cơn gió và nắng, nó là cái điều kiện tự nhiên bên ngoài, bắt đầu mới tạo điều kiện để cho giọt nước này nó rớt đúng vào nước Mỹ như nó mong muốn. Có nghĩa rằng là khi mà giọt nước bắt đầu nhận thức được rằng nó có quyền làm chủ, nó chọn, nó làm chủ cuộc sống của nó, chứ không để định mệnh là nắng mưa gió có thể chờ đợi mới đạt được cái điều nó mong muốn, mà bây giờ nó yêu cầu nắng mưa gió và đại dương phải giúp đỡ nó. Thì một khi mà nó yêu cầu một cách rõ ràng, và đại dương là cha là mẹ thì luôn luôn mong muốn con mình có thể đạt được cái điều mà nó muốn thôi, thì sẽ giúp đỡ thôi. Vậy nên nó có sự khác biệt giữa một người chỉ chờ đợi định mệnh và một người quyết định rằng mình sẽ làm chủ cái định mệnh đó bằng cách cho vũ trụ biết rằng là cái điều thực sự mà linh hồn của mình khao khát là gì. Vậy nên khi mà một người đi tìm vào bên trong và làm sao kết nối để tìm hiểu rõ bản thân mình, khao khát sâu sắc của mình là gì, linh hồn mình mong muốn gì á, khỏi những cái nhiễu loạn của bên ngoài và khỏi những cái tư duy của những cái người xung quanh đang áp đặt lên cái thế hệ của mình về cái mục đích sống của mình và mục đích của thế hệ của mình á, thì khi mà kết nối được với bên trong rồi thì mình mới có thể nói rõ với đại dương rằng tôi đang mong muốn gì cơ chứ. Đó, vậy nên là mình, nếu như mình thiền định dần dần, tất cả những cái hiểu biết này nó sẽ được đẩy đến cho mình thôi. Còn không cần phải nghi ngờ bản thân mình đâu, nếu như trong lòng của bạn có khao khát gì đó và bạn muốn thực hiện. Và đó phải là một cái khao khát của linh hồn, chứ không phải là khao khát mà thể xác hoặc là tâm trí nó đang bị rối loạn, nó mong muốn. Nó có sự khác biệt ở đây. Nên là cái khao khát nào mà khiến cho bạn luôn cảm thấy được cân bằng và bạn cảm thấy giống như rằng bạn luôn tràn đầy sức lực và được tràn đầy những sự thúc đẩy về sâu thẳm bên trong trong một thời gian rất dài á, từ nhỏ tới lớn và cứ mãi mãi như vậy á, thì cái, có thể đó là cái khao khát sâu thẳm bên trong linh hồn của mình. Và còn nếu như cái khao khát đó chỉ là rất là ngắn hạn nhất thời, ví dụ như có được một người yêu, hoặc là ăn uống no đủ, hoặc là được thỏa mãn tình dục á, thì khi mà bạn quan sát những cái khao khát đó, bạn có thấy rằng là nó không mang cho bạn được cái hạnh phúc mà sâu sắc từ bên trong không? Bạn không có cảm thấy được là nó khiến cho bạn được thỏa mãn, mà bạn cứ cảm thấy muốn mà trong nó cảm thấy rất là khổ á, không có không được á, thì cái sức thúc đẩy đó là những cái thúc đẩy mà có thể là về mặt tâm trí và mặt cơ thể nó không được cân bằng, và đó không phải là những khao khát của linh hồn. Khi mà bạn kết nối với cái khao khát của linh hồn á, là thường nó sẽ là một cái khao khát khiến cho bạn cảm thấy rằng là mình không nhất thiết phải đạt được nó ngay, nhưng mình biết đó là cái mục tiêu, mình cứ đi dần dần tới nó. Và mỗi lần mà mình cứ kết nối với nó và mình đi tiếp á, thì mình hoàn toàn không đòi hỏi cái gì hết, mình chỉ muốn mình trao nó đi, mình muốn thực hiện nó, nhưng không phải rằng là vì nó để thỏa mãn gì đâu. Ví dụ như đối với Vi đó là cái khao khát phụng sự và phục vụ cho hòa bình thế giới, đúng không? Nhưng mà có thể có những người khác đó là họ muốn được trở thành một người mà có thể mang tới cái vẻ đẹp cho thế giới, họ muốn tạo ra nhiều thứ xinh đẹp trong cuộc sống, rồi làm bánh hoặc là giúp đỡ những người khác mà cảm nhận được cái niềm vui trong cuộc sống chẳng hạn. Thì thật ra những cái ý nghĩa sâu sắc của linh hồn á, nó thường xoay quanh việc là làm sao mình để tạo ra một cái giá trị nào đó. Đó là theo cái kinh nghiệm và những cái tiếp xúc của Vi với những người khác. Còn nhiều cái trường hợp khác mà Vi không biết. Nhưng mà Vi tin rằng là nếu như mà mỗi người chúng ta đều đào sâu ở bên trong á, thì đều có thể rất dễ dàng nhìn thấy cái khao khát sâu thẳm của linh hồn của mình là gì. Bởi vì nó mồn một ra ở trong cuộc sống của mình. Chỉ cần là mình có ý thức hơn một tí, mình để ý hơn một tí, thì nó sẽ vượt ra ngoài được cái loay hoay lăng xăng của suy nghĩ và mình nhận thức ra được nó thôi. Mà bắt đầu bằng quá trình thiền định á, thì bạn sẽ đi tới nó. Nếu như mình bắt đầu bằng quá trình mà cầu nguyện á, thì đó là một cái quá trình khác mà mình cũng có thể yêu cầu vũ trụ. Có hai cái quá trình mà mình nhận thấy. Một là quá trình thiền định và bắt đầu đi sâu vào
giải quyết những cái rối loạn bên trong. Và cái thứ hai đó là quá trình cầu nguyện, dùng cảm xúc của mình để mà giúp đỡ, yêu cầu được sự giúp đỡ. Và quá trình thứ ba là quá trình phục vụ, là khi mà mình làm một cái việc gì đó chỉ vì mình muốn làm như vậy, giống như khi mà mình đọc đối thoại với Thượng Đế cho mọi người và chia sẻ Amy hoặc chia sẻ Cryon, chỉ là bởi vì trong lòng của mình nó có khao khát rằng là ồ, ước gì tất cả mọi người đều biết, và mình rất là muốn tất cả mọi người đều biết, và mình làm cái việc đó thôi mà mình không nghĩ rằng nó để làm gì cả, chỉ là mình muốn thôi, thế là mình làm. Thì tất cả những cái việc này á, thì đó là một cái sự phụng sự mà không có yêu cầu một cái sự đáp trả gì cả. Thì khi mà mình phụng sự một người khác, hoặc là khi mà mình nấu cho mẹ mình một tô cháo vì mình yêu thương vậy thôi, hoặc là vì mình mong muốn chơi một bản nhạc, thì nó đã tạo ra cái sự phụng sự một cách vô ý thức rồi. À, không phải là vô ý thức mà là một cách không có ý ở đằng sau, mà là cái ý thức của mình nó không nhất thiết là mình phải suy nghĩ thì mới ra được cái ý thức đó, hiểu không? Bạn có hiểu ý mình không? Có nghĩa là mình không cần phải suy nghĩ được mất cái gì, mà chỉ là từ trong lòng của mình nó một cách vô thức, như trong tiềm thức của mình nó đẩy ra rằng đây là việc mình làm thôi, mà mình không hề suy nghĩ tới làm để làm gì hoặc là kết quả mình nhận ra là như thế nào. Cũng giống như khi mình hít thở vậy, mình cứ hít thở thôi, chứ mình đâu có bảo hít vô để làm gì, thở ra để làm gì đâu. Thì đối với mình đó chính là cái sự phụng sự thực sự đến từ linh hồn. Và khi mà một người kết nối được rồi thì dần dần á, bạn sẽ nhận ra được rằng là có những cái sự liên hệ nó từ khắp tất cả các nguồn khác nhau, nó tác động tới mình, mà chỉ cần trong lòng của mình có cái khao khát đó, mình tuyên bố cái khao khát đó ra, thì bắt đầu bao nhiêu cái thứ trong vũ trụ này bắt đầu vận hành, nó xoay vần để làm sao dẫn đưa mình đi đúng cái con đường mà nó cái linh hồn mình mong muốn. Vậy nên rằng là mình hy vọng rằng là những cái việc mà mình đã thực hiện trong năm này và những cái giác ngộ của mình trong cái năm này nữa, đây là lý do vì sao mà mình chia sẻ luôn. Mình chẳng hề chia sẻ bởi vì mình nghĩ rằng là ồ, nó hay ho quá, nó tôn vinh được mình lên về những cái khả năng của mình, mà là chỉ đơn giản vì mình nghĩ nó màu nhiệm quá, mình cần phải nói nó ra. Và khi mình chia sẻ nó, mình vô cùng hạnh phúc khi được chia sẻ và được nói nó luôn á. Thì nó mang cho mà mình trao đến mọi người, mình cũng không biết rằng bao nhiêu người sẽ nghe nữa. Nhưng mà mình tin chắc rằng là ví dụ như ai cần nghe thì vũ trụ sẽ đưa đẩy họ tới nghe cái video của mình. Tự nhiên họ cảm thấy họ muốn nghe tiếp, cho dù lúc ban đầu thường mình nói cái gì cũng rất là chán. Sau đó rồi thì cảm hứng bên trong của mình nó rất là mạnh mẽ, bắt đầu nó mới tuôn đổ ra. Mình hay nói dài dòng nữa đúng không? Thì có rất là nhiều cái điểm cộng, điểm trừ mà không phải ai cũng cảm thấy muốn nghe mình nói. Nhưng mình tin rằng những người bỗng nhiên mở cái video này ra, nghe mình nói tới tận bây giờ, thì đều là những người mà cái thông điệp này và cái trải nghiệm của cá nhân mình là có sự dẫn đưa và cái duyên để gửi đến cho họ. Bây giờ mình rất là cảm ơn các bạn đã hỗ trợ năng lượng cho mình trong suốt năm vừa rồi, để cho giúp cho mình có thể dịch được hết bộ sách đối thoại này, dịch được bộ Emmy này, dịch Cryon gửi tới mọi người này. Với cái niềm hạnh phúc khi mà mình chia sẻ ra và có người đón nhận á, nó rất là lớn luôn á mấy bạn. Mình biết ơn rất là nhiều. Nhưng mà cũng một lần nữa mình muốn nói lại là bởi vì cái quá trình mà mình đang làm và tất cả những cái sự chuyển hóa mà mình đang thực hiện trong cuộc sống từng ngày này, nó chưa có cái kết quả hoặc là cái mục tiêu kết quả nào cụ thể cả. Mình chỉ đang chia sẻ cái quá trình của riêng mình và cuộc sống của riêng mình theo từng chặng đường mà mình phát triển và tiến hóa trong cuộc đời này, và thông qua cái kênh của mình mà thôi. Vậy nên rằng là nếu như những cái giá trị mà mình trao đi nó có giá trị với bạn, thì mình cảm ơn bạn đã đón nhận. Nếu như cái giá trị mình trao đi nó không phù hợp với lại cái suy nghĩ của bạn, thì mình mong rằng bạn cũng đừng có để lại những cái comment không có tích cực. Bởi vì cái năng lượng không tích cực á, nó không có tác động tốt tới bất cứ ai cả. Và đặc biệt là nó sẽ không có tác động tích cực đầu tiên là đối với bạn. Nên là mình nghĩ là mình sẽ dừng video ở đây thôi. Và mới thì chúc các bạn, mọi người đều được hạnh phúc, vui vẻ. Và nguyện cho những cái lời tuyên bố của mình ngày hôm nay đối đến với tất cả mọi người, bao nhiêu người đã lắng nghe được, rằng con đã tuyên xưng rằng con sẽ phục sự, đi theo bước chân của thầy Nhất Hạnh, đi theo bước chân của tất cả những vị thầy tâm linh đang phụng vụ cho
thế giới thông qua con đường phi bạo lực, bằng cách tìm đến sự phi bạo lực, giải hòa với sự an bình ở bên trong. Thông qua con đường này, con sẽ phụng sự được thế giới. Đây là điều con tuyên bố với cả thế giới và tất cả những ai là người nhận minh chứng cho con khi nghe con tuyên thệ những điều này. Con biết ơn tất cả những điều đó và mong rằng cái năng lượng của con khi con tuyên bố nó ra này sẽ giúp cho những điều khát khao ở trong linh hồn con được thành nguyện thực. Amen.